Da tôi ngăm vậy á, cho nên là không có cách nào mà trắng nổi đâu. Nếu mà không có cách nào trắng nổi thì hãy về đội của Skin AEC là trắng lên thấy rõ luôn. Nhìn nó rất là thích nhưng không thể nào diễn tả bằng lời được. Bây giờ có thể mọi người nhìn cho Băng Di nha. Mọi người thấy cái làn da mặt của Băng Di với lại làn da tay nè. Nó giống như là thuộc về hai cái làn da của hai người khác nhau vậy đó. Tại vì sáng nay á, là Di còn đội nón, Di còn đeo mắt kính, Di còn đeo khẩu trang, nhưng mà cái làn da body của Di là Di không có che gì hết. Bây giờ nó là hai màu da luôn. Nhưng mà không sao cả, cũng vì cái chuyện này mà mình có một cái cơ hội để mà mình test và mình chứng minh cho mọi người về hiệu quả của một sản phẩm đến từ thương hiệu Skin AEC mà Di rất là tâm đắc. Đây là trọn bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Skin AEC mà Di sử dụng để mà chăm sóc cái làn da body của mình. Lý do vì sao mà phải trưng ra như vậy? Bởi vì một sản phẩm tốt như vậy thì không thể nào mà mình giấu một mình và mình sử dụng một mình để mình đẹp một mình được. Mình đẹp là mình muốn tất cả mọi người cùng đẹp với mình luôn. Đầu tiên là Di rất là thích sản phẩm ủ tắm kích trắng than hoạt tính của thương hiệu Skin AEC. Lý do vì sao Di thích sản phẩm này thì bây giờ Di sẽ sử dụng luôn ở trên cái làn da tay của mình, test luôn trên cái làn da tay của mình để cho mọi người thấy được cái hiệu quả của nó nha. Về cái cách sử dụng thì nó khá là đơn giản thôi mọi người, bởi vì đây là dạng kem mà, cho nên là mình chỉ cần lấy một cái lượng kem vừa đủ và sau đó mình sử dụng lên những cái làn da body mà mình muốn làm trắng lên cái làn da ở những cái vùng đó. Massage rất là nhẹ nhàng. Để mà cái than hoạt tính là cái thành phần chính ở trong kem ủ trắng này, nó sẽ bắt đầu phát huy tác dụng trên làn da của mình. Và khi mà các bạn sử dụng thì những cái hạt nhỏ li ti này nó sẽ len lỏi vào bên trong cái lỗ chân lông của mình. Nó sẽ len lỏi vào và nó lấy đi những cái tế bào chết. Khi mà Di xài á thì Di phát hiện ra thêm một cái công dụng rất là tuyệt vời nữa. Đó chính là Di bị mụn lưng rất là nhiều. Và khi mà Di sử dụng sản phẩm ủ tắm kích trắng than hoạt tính của Skin AEC thì Di cảm thấy là những cái vết mụn lưng của Di á từ từ nó cũng lặn dần và từ từ nó cũng biến mất. Và bây giờ sau lưng của Di thì nó đã mịn màng lên rất rất là nhiều rồi. Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ thấy là có cái cảm giác là có những cái hạt nhỏ li ti thì những cái hạt này nó có cái công dụng là gì? Đây là những cái hạt với những cái thành phần hữu cơ, với những cái thành phần đến từ thiên nhiên và những cái thành phần này, những cái nguyên liệu này được hoàn toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đây, mọi người thấy nha, mọi người có thể thấy hoàn toàn cái sự khác biệt. Đây là hai cái vùng da mà Di chưa có sử dụng kem lên và đây là vùng da mình đã sử dụng kem. Bây giờ mình so sánh luôn, mình so sánh luôn với cánh tay bên đây, mọi người có thể thấy ha. Một cánh tay thì nó rất là nâu, nó rất là sạm màu, sờ vào thì nó rất là sần sùi. Còn cánh tay này thì sờ vào rất là mịn. Nó có một cái mùi thơm cũng rất là dễ chịu, nhưng mà cái mùi thơm này nó không có phải là mùi thơm nồng như những cái sản phẩm khác, bởi vì cái thành phần chính ở đây là than hoạt tính, cho nên cái mùi thơm á nó rất là tự nhiên, nó rất là nhẹ nhàng thoang thoảng thôi. Vậy cá nhân Di thì Di thích mấy cái sản phẩm như vậy, bởi vì nó càng thơm á thì nó sẽ càng bỏ nhiều hóa chất vào, thì Di thì không có chơi với hóa chất. Đây là sản phẩm ủ tắm kích trắng than hoạt tính của Skin AEC. Mọi người có thể thấy được cái hiệu quả nó rất là rõ rệt ở trên cái làn da của Di ha. Nếu như mà mình đi ra ngoài đường thì mình phải làm gì nữa mọi người? Chắc chắn là mình đi ra ngoài đường mình vẫn phải có một cái bước kem dưỡng để mà chống nắng, để mà cung cấp những cái dưỡng chất cho làn da của mình. Thì đây chính là chai kem dưỡng trắng da chống nắng của Skin AEC. Và trong đây là cái chỉ số chống nắng của cái chai này, đó chính là 50 cộng, là một cái chỉ số rất là an toàn. Lấy một ít kem như thế này ha. Và sau đó thì các bạn bôi lên và nó sẽ có một cái lớp màng bảo vệ, một cái lớp khóa bảo vệ cho làn da của mình. Và tất nhiên mình đã có kem ban ngày thì mình phải có kem ban đêm. Đây là kem dưỡng trắng da ban đêm của Skin AEC, thì nó sẽ cung cấp những cái dưỡng chất, cung cấp collagen và cung cấp những cái vitamin cần thiết để cho da của mình. Và sau một đêm dài mình thức dậy và mình thấy làn da của mình nó giống như được tái sinh một lần nữa, và nó đẹp và nó nhìn nó rất là mịn, nó rất là nhìn nó rất là thích, nhưng không thể nào diễn tả bằng lời được, mà các bạn phải cảm nhận bằng chính bản thân mình hãy mua về mình trải nghiệm. Và trong cái khoảng thời gian này, nếu như các bạn mua trọn bộ 3 sản phẩm với giá là 1.470.000, đây là một cái giá rất là ưu đãi, chỉ dành riêng cho nếu bạn mua trọn bộ 3 sản phẩm thôi. Bởi vì nếu như bạn mua tách từng sản phẩm ra, đó là 490.000, 490.000, 490.000, 3 sản phẩm đều đồng giá 490.000, nhưng mà nếu mà tách ra thì mình mua sẽ bất lợi hơn là mình gộp lại, mình mua trọn bộ như thế này, vừa tiết kiệm được chi phí mà
mua được cái hiệu quả, mình mua được cái công dụng tốt nhất của cả ba sản phẩm này nữa. Và trong cái khoảng thời gian này, tất cả các bạn nếu mua chọn bộ sản phẩm, các bạn sẽ được tặng thêm một sản phẩm kem dưỡng trắng da dành cho mặt của Skin ASC luôn. Và sản phẩm này nếu như mua lẻ nó là 390.000. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là ưu đãi, mà đặc biệt là hiệu quả của sản phẩm này rất là tốt. Và đặc biệt nữa, trong thời gian này ai mua là free ship nha. Nên các bạn, nếu như bạn nào muốn mua sản phẩm thì hãy comment tên và số điện thoại ở trong chính cái video này, thì sẽ có nhân viên của Skin ASC liên hệ để tư vấn, cũng giống như là giúp cho tất cả các bạn có được một làn da như ý, giúp cho tất cả các bạn mua được một sản phẩm chính hãng nha. Băng Di chúc cho tất cả mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn có một làn da thật là tuyệt vời. Chào tạm biệt.